Cũng chiều nay, tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra lễ khởi hành chuyến xe đầu tiên vận chuyển dừa tươi xuất khẩu sang Trung Quốc. Lô hàng đầu tiên của tỉnh Tiền Giang có số lượng 600.000 trái dừa tươi được xuất bằng đường sắt. Phóng viên Diệp Phong đưa tin từ hiện trường. Theo đơn vị xuất khẩu, việc đi bằng đường sắt sẽ đảm bảo chất lượng trái dừa tốt nhất khi có mặt tại các kệ hàng phía Trung Quốc. Và khi bán tại Trung Quốc thì giá trị mỗi trái dừa như thế này nó cũng tăng khoảng 30-40% so với tiêu thụ nội địa. Để đạt được giá trị cao thì trái dừa sang đến Trung Quốc phải đảm bảo không suy giảm về chất lượng. Đây là lô hàng đầu tiên nên công ty vận chuyển bằng đường sắt đi sâu vào nội địa các tỉnh Trung Quốc. Phương thức này thủ tục thông quan nhanh chóng, giảm nguy cơ bị ùn ứ tại cửa khẩu, chi phí vận chuyển cạnh tranh hơn. Sau lô hàng đầu tiên, theo kế hoạch, các doanh nghiệp tại Tiền Giang sẽ xuất mỗi ngày một container khoảng 20.000 trái dừa sang thị trường Trung Quốc. Tiền Giang có diện tích trồng dừa hơn 21.000 hecta. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh này, địa phương có hơn 300 cơ sở đóng gói và 400 mã vùng trồng được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Về xuất khẩu dừa tươi chính ngạch sang Trung Quốc mở ra cơ hội rất lớn cho người trồng dừa đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Khi đất nước này có đến 1,4 tỷ dân, mỗi năm tiêu thụ hơn 4 tỷ trái dừa tươi. Cơ hội là rất lớn khi trái dừa tươi Việt Nam xuất chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những thách thức, yêu cầu khắt khe đối với nhà vườn khi sản xuất dừa để xuất khẩu. Tại buổi lễ thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý các doanh nghiệp, nhà vườn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của đối tác để đảm bảo xuất khẩu những lô dừa đạt chất lượng tốt nhất, nhằm đảm bảo nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.